Xin chào tất cả mọi người, mình là William, quản lý các doanh nghiệp của Việt Nam tại Facebook và rất cảm ơn Phương ngày hôm nay đã mời mình tới đây để chia sẻ với các bạn về phễu marketing và cách tạo dựng những khách hàng giá trị. Với những trải nghiệm của mình thời gian qua tại thị trường Việt Nam thì mình cảm thấy rằng phễu marketing là một phần vô cùng quan trọng, tuy nhiên lại chưa được các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ tại Việt Nam chú ý và xây dựng. Rất mong rằng sau buổi ngày hôm nay các bạn sẽ có những thông tin hữu ích và có thể áp dụng phễu marketing thành công cho doanh nghiệp của mình. Trước khi đi vào nói cụ thể hơn về phễu marketing thì mình muốn nói tới một trường hợp mà các bạn có thể đã gặp ngoài đời. Đó là khi các bạn gặp những chàng trai, những cô gái vô cùng xinh đẹp, có thể là trong phòng gym hay là ở ngoài công viên hay là thậm chí ở nơi làm việc của các bạn. Hẳn các bạn có thể có những suy nghĩ tới việc tiếp cận những chàng trai cô gái xinh đẹp này, có thể mời họ đi ăn uống hẹn hò và có thể biết đâu biến họ trở thành người yêu và trở thành ý trung nhân của mình nữa, đúng không? Thực tế thì khi tiếp cận những chàng trai, những cô gái này, các bạn có thể hoàn toàn tiếp cận họ theo phong cách vô cùng chân chất, hồn nhiên. Ví dụ như tiến tới họ và nói rằng: "Chào em, anh là một đại gia, nhà anh không có gì ngoài điều kiện", hay "Nhà anh có 5 chiếc xe hơi, 10 căn biệt thự". Hẳn là khi tiếp cận những chàng trai, cô gái như thế này, thì với cách tiếp cận đó, các bạn nghĩ rằng các bạn có thể thành công hay không? Bản thân William thì nghĩ rằng chắc là chỉ có những bộ phận nhỏ, những cô gái, chàng trai nhẹ dạ cả tin thì mới có thể áp dụng thành công cái biện pháp tiếp cận như thế này. Nếu như các bạn không tiếp cận những chàng trai, cô gái bằng cách tiếp cận như thế này, thì tại sao hàng ngày trên Facebook các bạn vẫn tiếp cận những khách hàng của mình bằng phương pháp như vậy, bằng cách tiếp cận tất cả các đối tượng của mình trong một độ tuổi, một giới tính hay là một sở thích mà các bạn chọn bằng những bài post rất dài, thông tin vô cùng nhiều thông tin, rất nhiều hình ảnh. Và thực tế rằng khi các bạn sử dụng các thông tin như đối tượng tuổi, độ tuổi, giới tính hay sở thích, các bạn mới sử dụng 1/3 những gì Facebook mang lại cho các bạn, và quan trọng hơn là 2/3 còn lại vô cùng có giá trị vô cùng lớn. Thứ nhất là đối tượng tùy chỉnh, là đối tượng những người đã thực hiện hành vi có giá trị trên trang web, ví dụ như khi đã vào vào xem sản phẩm của bạn, khi vào xem thêm hàng vào giỏ, hay khi đã mua hàng trên trang web của bạn, hay trên Facebook là khi họ đã xem một video hay đã điền vào một mẫu ở trên Facebook. Và đối tượng tương tự là những người là một tập đối tượng bản sao của những người đã có những hành vi này, hay thậm chí là những bản sao của những khách, những người đã mua hàng trên trang web của bạn, hay thậm chí mua hàng ngoài đời. Vậy thì với những công cụ này, làm sao để chúng ta có thể tối ưu quảng cáo dựa trên các loại tiền đối tượng trên? Thì chúng ta quay lại hình thức phễu marketing. Tại sao phễu marketing là một mô hình thành công? Tại vì nó đặt ra một câu hỏi, trong đó khách hàng của bạn là trung tâm. Khách hàng của bạn đang ở bước nào? Phải chăng họ đang ở bước khám phá, là khi họ chưa biết tới thương hiệu của các bạn, họ còn chưa biết bạn là ai? Hay khi họ đã biết thương hiệu của bạn nhưng họ chưa có một nhu cầu cụ thể, đó là bước nhu cầu? Hay là khi họ đã biết tới thương hiệu của bạn và đã có hình thành nhu cầu và họ đã sẵn sàng móc hầu bao và trở thành khách hàng của các bạn? Hay là khi họ đã trở thành khách hàng của các bạn và đã sẵn sàng để biến thành một khách hàng trung thành? Giống như là khi các bạn gặp những cô gái, những chàng trai, như ví dụ ban đầu của tôi, các bạn có thể là đang ở bước khám phá, tức là khi các bạn còn chưa hình thành một mối quan hệ, khi các bạn có thể mới gặp cô gái hay chàng trai đó lần đầu, hay các bạn đang ở bước nhu cầu, tức là khi các bạn đã biết nhau, tuy nhiên chưa có một mối quan hệ rõ ràng, và các bạn đang ở bước hay còn gọi là bước cưa cẩm. Hay ở bước chuyển đổi, là khi các bạn đã có thể một vài lần hẹn hò với nhau và sẵn sàng đi tới một bước bước nữa, đó chính là khi các bạn chính thức có một mối quan hệ, là khi các bạn đã trở thành bạn trai, bạn gái của nhau. Hay cuối cùng là bước trung thành, khi các bạn đã có sẵn sàng đi một bước cao dạng cao hơn, đó là trở thành những người bạn đời của nhau. Ở bước 1, khám phá, đó là khi khách hàng của bạn còn chưa hề biết tới thương hiệu của các bạn. Đối với các chàng trai cô gái, đó là khi các bạn mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên và thậm chí còn chưa hề biết tới nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể gây một ấn tượng thật là tích cực đối với khách hàng, để cho họ luôn luôn nhớ mãi về thương hiệu của chúng ta chỉ sau một lần xem quảng cáo? Thì thứ nhất, làm sao để chúng ta target đúng đối tượng? Thì chúng ta hướng tới đối hai tuyệt đối tượng chính, đó là đối tượng tiêu chuẩn và đối tượng tương tự. Ở đối tượng tiêu chuẩn, chúng ta phân tích những hành vi nhân khẩu học khác nhau như tuổi, giới tính, địa điểm, hành vi của những khách hàng sẵn có của chúng ta để chúng ta có thể tối ưu cho targeting. Lấy một ví dụ, một khách hàng của tôi là Tugo, là một công ty tour du lịch. Sau khi nhận ra rằng 95% những khách hàng của họ, những người đi tới văn phòng nộp tiền và đăng ký tour là phụ nữ ở độ tuổi trên 30, thì họ đã lập tức thay đổi toàn bộ chiến dịch quảng cáo của mình để hướng tới những người này
và họ nhận ra rằng quảng cáo của mình có hiệu quả tăng vọt so với trước đây. Ngoài ra chúng ta có thể hướng tới một tiếp đối tượng tương tự là những người có hành vi, những người có profile tương tự với những người đã mua hàng trước đây của chúng ta, và chúng ta loại trừ những người đã từng mua hàng thành công vì những người này đã nhận diện được thương hiệu của chúng ta. Và một trong những công cụ hiệu quả nhất để gây một ấn tượng tốt cho khách hàng đó chính là quảng cáo video. Các bạn có thể xem ví dụ dưới đây của XWatch để nhận ra rằng video có một cái chức năng mạnh mẽ như thế nào trong việc để lại một ấn tượng sâu sắc cho người xem. Alo anh ạ? Vâng vâng em sang cho anh đây rồi. Vâng ạ. Em đang lấy xe. Vâng. Hello. Về sớm đấy. Ông giúp tôi một việc được không? Được. Lấy tôi cái chìa khóa xe trong cốp cái. Bạn bạn làm, bạn chịu. Alo. Alo. Vợ làm, bạn chịu. Với đồng hồ, lỗi của bạn, XWatch chịu. Vâng, một video rất ngắn, chỉ hơn một phút. Nhưng các bạn có thể thấy ấn tượng nó để lại sâu sắc như thế nào. Các bạn có lẽ đều có thể nhớ được rằng XWatch có một chế độ bảo hành 5 năm bảo hành cả lỗi người dùng. Qua đó, các bạn có thể thấy video là một công cụ tuyệt vời để có thể gây những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ chỉ trong những khoảng thời gian rất ngắn trong lòng những người xem video, tức là những khách hàng tiềm năng của các bạn. Ở bước 2, nhu cầu. Đây là khi khách hàng của bạn đã biết tới thương hiệu của các bạn, tuy nhiên chưa thực sự có một nhu cầu cho một sản phẩm nhất định. Ở trong một mối quan hệ, đây là khi các bạn đã biết nhau, tuy nhiên lại chưa có một buổi hẹn hò riêng tư lần đầu tiên. Không sao cả, đây là lúc chúng ta có thể tạo ra những nhu cầu của khách hàng, hay trong mối quan hệ đây là lúc chúng ta tạo ra cái buổi hẹn hò riêng tư. Đối tượng chúng ta sử dụng ở đây là đối tượng tùy chỉnh. Đây là những người đã từng xem slideshow hay video về thương hiệu, về sản phẩm của bạn. Ví dụ như video viral mà chúng ta vừa xem của XWatch. Nhóm đối tượng này là những người đã biết tới thương hiệu của các bạn. Và đây là lúc các bạn có thể đưa cho họ những thông tin sản phẩm. Các công cụ hiệu quả các bạn có thể sử dụng đó là video, link, bài post hay thậm chí là quảng cáo lead ad, quảng cáo điền bài mẫu. Quay lại ví dụ với XWatch, các bạn thấy sau khi sử dụng video viral, các bạn XWatch tiếp đó tiếp cận những khách hàng đã biết tới thương hiệu của mình bằng những video thiết thực hơn, ví dụ như video top 3 đồng hồ ngon bổ rẻ dưới 2 triệu đồng này, hay những bài post review về đồng hồ, hay những short ảnh ở những góc độ khác nhau về những chiếc đồng hồ. Là một người yêu đồng hồ, bản thân tôi cũng thấy thực sự những bức hình này hay những video review của XWatch là vô cùng có ích cho bản thân và giúp tôi hiểu hơn về đồng hồ và cũng yêu thích những món đồng hồ mà họ chụp lên nhiều hơn. Ở bước 3, chuyển đổi. Đây là khi khách hàng đã có nhận biết thương hiệu và sản phẩm thương hiệu của các bạn và đã yêu thích sản phẩm của các bạn và đã sẵn sàng móc móc hầu bao để trở thành một khách hàng. Hầu hết các khách hàng có thể sẽ chuyển đổi ngay ở bước thứ hai là bước nhu cầu, khi các bạn chạy những quảng cáo bài post trong đó có những sản phẩm. Tuy nhiên, có một vài khách hàng khó tính hơn khi họ cần nhiều nguồn thông tin, có thể là họ phải hỏi bạn bè, người thân
hay họ phải tìm hiểu thêm các thông tin ở trên mạng trước khi mua? Đối tượng của chúng ta hướng tới ở đây là đối tượng tùy chỉnh, những người đã xem video, những người đã vào xem trang web sản phẩm, thêm hàng vào giỏ, hoặc những người, thậm chí những người đã để lại số điện thoại, comment qua comment hoặc là email. Tuy nhiên là người ta chưa hoàn thành hoặc là chưa mua hàng thành công. Chúng ta quảng cáo với họ với những nội dung nhắc nhở họ về sản phẩm họ chưa mua và những ưu việt trong chính sách của chúng ta, hay những chương trình sale, ví dụ như mua ngay ngày hôm nay để giảm giá, nhận giảm giá 5%. Lý do với những chương trình như thế này là vì chúng ta muốn xây dựng, thứ nhất, giúp cho họ xây dựng niềm tin vào thương hiệu của chúng ta, tăng thêm uy tín. Đồng thời, nếu như giá cả là một vấn đề thách thức khiến cho họ cảm thấy chưa thực sự thoải mái khi mua sản phẩm, thì những chương trình sale ngắn hạn sẽ giúp cho họ cảm thấy thoải mái hơn khi bấm nút mua hàng. Cuối cùng, công cụ hiệu quả nhất ở đây là bài post, link, quảng cáo động. Quảng cáo động là một trong hình thức quảng cáo rất hay. Nó cho phép các bạn có thể remarketing cụ thể tới từng sản phẩm. Khách hàng của bạn xem trên trang web của bạn sản phẩm nào, thì quảng cáo động sẽ trình chiếu lại đúng sản phẩm đó tới từng khách hàng. Quay lại với ví dụ XWatch, sau khi những khách hàng, ví dụ như tôi, xem những bài post, những bài video review đồng hồ cũng như những short hình vô cùng hấp dẫn chiếc đồng hồ, giờ đây tôi lại được biết một thông tin rất thú vị, đó là XWatch cho phép chúng tôi có thể trả lãi suất, trả góp với lãi suất 0%. Có lẽ đây là một chính sách vô cùng ưu việt của XWatch, và là một người yêu đồng hồ và chơi đồng hồ, khi thấy những thông tin như thế này, tôi cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin hơn khi móc vào hồ bao và trở thành khách hàng của XWatch. Hay ví dụ như quay lại ví dụ Tugo, khi Tugo chạy những quảng cáo remarketing hướng lại vào những khách hàng đã xem những video, những tour ở trên trang web của họ. Khi khách hàng xem cái tour nào, ví dụ như ở đây tôi là người đã xem tour Hàn Quốc và tour Nhật Bản, thì khi quay lại Facebook, Tugo sử dụng quảng cáo Dynamic Ads, quảng cáo động, để chiếu lại tất cả những tour mà tôi đã từng xem. Các bạn có thể thấy đây là quảng cáo nhiều hình. Nếu tôi tiếp tục lướt sang bên tay phải thì sẽ liên tiếp xem được những tour mà tôi đã xem lại ở trên Facebook. Ngoài ra, ở phía bên tay trái các bạn thấy đây là một review của khách hàng về tour. Những video kiểu như thế này có lẽ là sẽ giúp cho Tugo xây dựng một uy tín với những khách hàng mới còn ngần ngại, chưa sử dụng dịch vụ của Tugo, có thể tự tin hơn, có thể an tâm hơn về chất lượng dịch vụ của Tugo, để có thể đi tới văn phòng của họ, liên hệ hoặc là liên hệ trực tiếp với văn phòng để đặt tour. Và bước cuối cùng là biến những khách hàng của các bạn đã có trở thành khách hàng trung thành. Đây, trong chuyện tình cảm thì đây là khi mà các bạn biến một những người có đã là người yêu của các bạn, những người đã hẹn hò với các bạn nhiều lần ở bước trước đó, trở thành một người bạn đời. Ở bước trung thành, chúng ta hướng tới nhóm đối tượng là những người đã từng mua hàng thành công qua trang web của chúng ta, hay những người đã từng chúng ta đã chốt đơn thành công qua comment, hoặc những nguồn khác, ví dụ như thông tin chúng ta thu thập được ở cửa hàng offline. Nội dung quảng cáo là chúng ta muốn hướng tới những khách hàng này là những chương trình ưu đãi đặc biệt mà chúng ta dành riêng cho họ, hay những đợt hàng mới, những mẫu mã mới về cửa hàng, và những chương trình giới thiệu ưu đãi để giúp họ có thể giới thiệu những khách hàng mới tới cửa hàng chúng ta. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là khiến cho họ cảm thấy gắn bó với thương hiệu của chúng ta, khiến cho họ muốn quay trở lại mua thêm những mặt hàng khác, khiến cho việc mua hàng ở thương hiệu của chúng ta trở thành một thói quen đối với họ. Những khách hàng đã từng mua một lần là những người đã quen với dịch vụ, với sản phẩm của chúng ta, họ có thể tin tưởng vào uy tín, vào chất lượng hàng hóa của chúng ta. Do đó, việc biến họ trở thành khách hàng trung thành thực ra dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta kiếm một khách hàng mới ở bên ngoài thông qua những bước ở phía trên của Facebook. Do đó, William rất mong rằng tất cả mọi người có thể đầu tư nhiều hơn thời gian cũng như công sức để biến tất cả những khách hàng đã từng mua hàng dù chỉ một lần trên trang web của mình để trở thành những khách hàng thân thiết, những khách hàng dài lâu. Một ví dụ đơn giản là khi các bạn bán thời trang nữ, khi các bạn bán một bộ váy cho khách hàng, nhất là những bộ váy có giá trị cao, đắt tiền. Những bộ váy này yêu cầu thường là sẽ phải có những cách phối đồ hợp lý, ví dụ như trang sức, hay túi sách, hay thậm chí là giày. Và các bạn hoàn toàn thể là người bán những sản phẩm này cho họ. Họ sẽ không chỉ mua những bộ váy từ các bạn, mà họ có thể mua tất cả những mặt hàng thời trang nữ từ phía các bạn. Đây còn gọi là bán các sản phẩm liên quan, là hình thức vô cùng phong phú trên thế giới mà rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều hãng thời trang lớn trên thế giới sử dụng.
Tại sao cái việc giữ khách hàng thân thiết nó lại quan trọng tới như vậy? Theo một nghiên cứu của Bain & Company là top 4 công ty hàng tư vấn hàng đầu thế giới, thì các bạn chỉ cần tăng 5% số lượng khách hàng quay trở lại, đồng nghĩa với việc các bạn tăng thêm 30% lợi nhuận hàng năm cho công ty. Đây là một con số rất là lớn. Và các bạn hãy hình dung việc cứ mỗi lần các bạn đưa ra một sản phẩm mới, các bạn phải tìm kiếm những khách hàng mới từ bên ngoài, trong khi những khách hàng cũ, những người đã từng mua một lần ở cửa hàng của các bạn, thực ra có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn rất là nhiều, và các bạn thể tiết kiệm được từng đồng chi phí quảng cáo của mình như thế nào nếu các bạn tiếp tục quay lại bán hàng cho những khách hàng như thế này. Tôi rất mong rằng sau buổi ngày hôm nay, các bạn sẽ không còn nhìn tới những quảng cáo như thế này bằng cùng một con mắt, cùng một suy nghĩ như trước đây nữa. Việc sử dụng quảng cáo với rất nhiều thông tin về mặt chữ viết cũng như hình ảnh như thế này không khác gì các bạn đang tiếp cận những chàng trai, những cô gái xinh đẹp bằng cách khoe khoang những gì các bạn có. Thay vào đó, hãy suy nghĩ từ góc độ của phễu marketing, đặt khách hàng của các bạn vào trung tâm và tự hỏi rằng khách hàng của bạn đang ở vị trí nào trong phễu marketing. Nếu họ còn đang ở bước khám phá khi họ còn chưa nhận diện được thương hiệu, các bạn hãy tạo một ấn tượng rất lớn bằng cách tạo ra những video, những hình ảnh vô cùng hấp dẫn để tạo một ấn tượng dài lâu cho các khách hàng của các bạn. Sau đó khi họ đã nhận biết được thương hiệu của các bạn thì các bạn cần tạo ra những nhu cầu cho họ bằng cách đưa cho họ những sản phẩm liên quan, những sản phẩm mà họ cảm thấy hữu ích. Và khi họ đã sẵn sàng để mua những sản phẩm này thì các bạn có thể tạo ra những chiến dịch tiếp thị lại tới từng khách hàng để đảm bảo rằng tất cả khách hàng của bạn đều những người sẵn sàng móc hầu bao để chi trả cho dịch vụ đó đều trở thành khách hàng của các bạn. Và bước cuối cùng, khi họ đã mua hàng của các bạn một lần thì hãy biến họ trở thành những khách hàng trung thành. Hãy biến họ thành những người không chỉ mua hàng của các bạn một lần mà còn mua hàng của các bạn nhiều lần và mang thêm theo những bạn bè, những người thân của họ tới cửa hàng của bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của William và rất mong rằng sau buổi ngày hôm nay các bạn đều sẽ xây dựng được những mối quan hệ thật sự tuyệt vời với tất cả khách hàng của các bạn. Xin cảm ơn.